Xin chào bác. Hôm nay cát lục đại thượng của em ra hoa hết rồi các bác. Khủng khiếp thật đấy, công nhận. Nở hoa, cái này là hàng chuẩn hoa thật, không có bông nào khác bông nào các bác. Nhìn dã man đấy. Đấy, lục đại thượng thì thôi em còn có 4 chậu này là có lụ này. Lục đại thượng em bán 160 một chậu các bác. Đây cát lục đại thượng các bác nhé. Một trong những dòng cát lay cát hoa đại nhưng mà lại cây hai lá. Loại này khá là thú vị ở chỗ là nó là hai lá nhưng lại là hoa đại. Đây. Em bán có 160.000 một chậu mà thơm ngát luôn. Đây, chiều em mang ra đường em bán. Đây, cát lục đại thượng. Hôm nay em tiếp tục bán cái kiếm phan chí. Phan chí gieo hạt, em bán là 100 một cốc. Số lượng có rất là nhiều luôn. Cái hàng này tất cả đều là em bán ở hàng Việt Nam. Ngay cả những cái chi tiết như là vỏ thông này, phân tan chậm này, hay cái cốc này. Cốc này các bác biết là làm nào không? Cốc này là đục lỗ đây. Đấy, ở Việt Nam làm nó trông nó đều đẻo này, không nhận. Đấy, đục mấy cái lỗ, chả đâu vào đâu. Thế mà cũng làm được cái chậu lan đấy các bác, đây. Đấy, họ lấy cái sắt họ lóng, họ hơ vào, họ xuyên phát là qua được chục lỗ nào. Đấy. Kiếm phan chí giao hạt Việt Nam em bán là 100 một cốc. Còn kiếm xanh Huế thì ở bên trong kia là 80.000 một cốc. Hôm nay em có một chậu ý ngọc này. Có mít ý ngọc các bác. Đây không biết ý ngọc là loại gì, chắc là ý ngọc rồi các bác nhỉ. Có khóm này 50.000 một chậu này, nhưng mà có mấy khóm này. Có mấy giò phi điệp thuần đẹp này. Em bán rất nhanh thôi. Đấy, hình số 1 là 1,5 triệu này. Đấy. Thân này to lắm, một gập rồi, thân này thân già. Thân tơ đây các bác. Đây còn chậu phi điệp rừng của em nguyên bản về đang nụ này. Chậu em nói em bán là 2 triệu. Có 2 ngọn thôi. Hàng rừng này em để sổ hoa xem như nào. Lấy hoa nụ sai lắm các bạn. Còn đây là, còn đây chậu phi điệp hình số 2 có 7 ngọn này, 1,4 triệu. Thân thủ khủng long lắm này, to. Đây cũng đang nụ này. Về chơi hoa hay các bạn. Đây toàn phi điệp Bắc Cạn này. Đây. Em sẽ lựa những chậu đẹp. À đây có một chậu cát bà lưỡi hồng. Chậu này các bác nào mua em bán là 700 thôi, được 2 thân một con này. Đấy, đẻ đấy, 2 thân một con, chậu cát bà lưỡi hồng này. Đây là dòng lô hội, có cái lưỡi hồng cực đẹp luôn. Còn bên này là chậu 1,8 triệu đây. Em đang bọc hết những đây. Em đang bọc toàn bộ rêu sâu với cả phân tan chậm nhồi vào đây. Để khi mà là mưa hoặc là như nào nó ăn. Nếu không cái gỗ này rất là hào. Đấy, làm kỳ công này. Em bán có 900 thôi. 900 chậu này thôi các bạn. Em bọc hết vào, còn cái bảng này là 500. Bảng hình số 3 này 500. Đây có một bảng phi điệp vàng là 200. Còn một giò hoàng thảo long nhãn này. Đây. Một giò long nhãn nhỏ này với cả một giò long nhãn to. Em bán là 150. Đấy, các bác lấy cả hai giò là 150 đây, mầm đang mọc chi chít luôn. Đấy, còn bên này. Bên này là các thân phi, đây là một chậu phi điệp 500 này. Dài 1 mét này. Đấy, các bác lấy thì em gỡ ra em gửi cho. 500 nhưng mà dài cả mét luôn. Đấy, em sẽ bán những cái giò đẹp đẹp và thuần như này. Đấy, để cho các bác chơi. Còn những cái giò xấu xấu bẩn bẩn như này, cái này mới gỡ ra trồng, nó vẫn có hoa nhưng mà nó không đẹp lắm. Nó chưa ăn ổn định dễ. Cái này thì không bán, chỉ bán những cái đẹp đẹp thôi. Đấy, em sẽ trồng như này. Đây các bác này. Họ thông thoăn củi thôi, cho rêu sâu vào trồng và treo lên thôi. Đấy, còn kiếm xanh thái thì em vẫn có nhiều nhá. 600 một mẹ một con. Đấy, kiếm xanh thái 600 một mẹ một con. Còn semi lưỡi hồng này thì em bán là, đây có 3 hướng này là 2 triệu này. Ba hướng này là 2 triệu này. Có 3 hướng đấy, có đúng 3 hướng đẹp đấy, 2 triệu. Còn bên này là cắt lông heo xanh. Lông heo xanh thì nó chưa có hoa đâu, mùa đông nó mới có hoa. Hoa của nó màu trắng xanh. Đấy, cắt lông heo xanh em bán là 200 một chậu. Chậu lặng lắm rồi. Chắc là mai kia thay chậu. Đấy, hôm nay dành thời gian toàn bộ để cho việc nhồi túi lưới vào, nhồi túi lưới vàng vào đây. Cái này thì các bác ghép lũa nhá, thì khi nào mưa xuống ấy thì nó sẽ mưa xuống sẽ bám vào và nó sẽ giữ nước vào để nó gần như là một dạng tưới tan phân nhỏ giọt cho cây. Đây. Chậu khủng bố nguyên bản này. Chậu này 3 triệu này, chậu này thì to. Chơi cũng đã. Phi điệp bây giờ rẻ rồi cho nên em để cho nó ra hoa từ đầu gốc đến đầu ngọn luôn, không phải cắt ươm kia làm gì cho mệt nữa. Này. Cho ra hoa từ chân đến ngọn luôn.
Chỗ này ra hoa chắc kinh khủng lắm này. Đấy. Đây, giò này. Giò này có 2 triệu có này. À đâu, giò này 1,2 triệu này. Còn giả thế, 1,2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đấy, 1,2 triệu giò này. Đấy, có đang lụ. Đấy, rất nhiều giò phi đập tím. Đây, còn giò này 1 triệu này. Giò này có 4 ngọn, 1 triệu. Đây, thân mẹ nó đây. Thân mẹ nó dài cả mét. Bên này em có một giò cáo 100.000. Đấy, có mỗi triệu cáo này có 100.000 các bạn. 4 ngọn 100. 3 ngọn 100. Đấy, triệu cáo đấy. Còn những triệu phi điệp, còn những triệu phi điệp rẻ rẻ như này, như này có 500 triệu nhiều. Đây có bảng này là bảng 1 triệu này. Bảng này đang nụ to này, hàng Bắc Cạn này. Đấy, công nhận nhiều. Còn đây là trầm tím đấy. Trầm tím này 100 một chậu. Trầm blue này thì 70.000 một chậu. Bác lấy thì em gỡ ra gửi nhá, 70.000 một khóm thôi. Này, trầm blue này. Cái này thì lô này hôm nay em có một ít này. Combo các bác nhá. Gồm có 2 cây cẩm báo này. Một bó đùi gà này và một bó phi điệp vàng này. Combo cả đống này, cả ít hạc ví này nữa, combo cả đống là 4 loại này 200 nhá. Đấy, một cái combo này là 200.000 thôi các bác nhá. Combo 200. Còn bên này là giò hoàng thảo hương vali nở rồi này. Đấy. Thơm lắm các bạn. Hương vali Bắc Cạn này. Hoa nó màu hồng. Nó giống như màu phi điệp hồng ấy. Giá chỉ có 200 thôi. Đấy, còn đây có bụi cáo này, cáo xấu quá. Còn đây là, đây là vàng tây linh sần, em bán là 700 một thân. Đây phi điệp gieo hạt em bán là 150. Đấy, em trồng thuần ổn định, dùng nhập bỏ thông nhập khẩu với các thứ ấy. Lên đẹp lắm. Đấy, bên này có một giò cáo này, 300 này có này. Đấy, 300 một lũa cáo luôn. Còn đây là kiếm vàng Thái, 600 một thân. Đấy, 600 một thân. Cái này thì em tách ra trồng chỗ to. Đấy, hôm nay chủ yếu tập trung. À còn Vanda, Vanda em thanh lý này. Đấy, 100 một bảng to đùng này. Đấy, bảng này 100. Cái chậu này cũng 100 thôi. Đấy. Ở đây có 4 chậu, các bác nào lấy hết là tính 200. 4 cái Vanda này ưu tiên các bác nào gần để em gửi xe khách hoặc như nào cho gần ấy. Còn xa quá thì gửi khó. Còn cái bảng cáo này là 300. Cáo thì nó cũng chả rẻ được đâu. Cáo thì nó hiếm, càng ngày càng hiếm. Còn trầm trồng đỏ em mọc này, 200 một chậu này. Trồng đỏ nhà nhiều lắm. Đen dô lăng 4N đấy, cứ treo đây là có hoa các bác. Đấy, em treo kia có lụ, cây kia có lụ đấy. Chắc tầm tháng nữa có hoa. Đen dô lăng 4N em bán 65.000 một cây. Ô bảo không, nhìn ơi. Nhìn ơi. Diệp ơi. Bà ăn bình đừng bốc cái kia. Bà ăn bình đừng bốc cái giớn đấy. Còn đây là lù tam bố này. Lù tam bố em bán là 90.000 cốc này. Chiều em mang đi trồng. Đây cũng giò phi điệp. Ui. Nó nhìn thấy lũ đẹp không? Đấy. Nó gần như là tác phẩm nghệ thuật luôn này. Hả? Không. Ờ. Đây, một chậu phi điệp 2, 4, 6, 7, 8 triệu rưỡi chậu này bác ơi. Đấy, ghép lũa này. Đấy, giá chỉ 1 triệu rưỡi đây. Còn hồ điệp lá biên em thanh lý này. Hồ điệp lá biên em thanh lý chỗ này còn chỗ này còn bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 4, 6, 9, 12. Còn có 12 chậu thôi, các bác nào lấy hết em tính 500 chỗ này nhá. 500 là 12 chậu. Không. 12 chậu. Đấy, cây này là em bắt đầu có nhìn cây kiếm nếu mà đi nhập từ nước ngoài về này. Nó hoang tàn như này, sau đó mình về mình bôi vôi vào để cho nó tránh thối. Sau mình để khô mất một tuần. Xong bắt đầu mình mới tưới nước vào. Thì nó sẽ tránh lây lan cả đàn. Tuy nhiên vẫn có một số bị hy sinh. Hơi tiếc là một số cũng hy sinh rồi. Kệ thôi các bạn. Đầu tiên em nhập hàng nước ngoài đấy. Kiếm ăn được từ nước ngoài gian nan phết đấy. Cho nên các bác cứ mua hàng Thái của em mà nó trồng thuần sẵn rồi, ra hoa sẵn rồi. Chơi cho nó sướng. Đây. Những cái đống này cảm thấy hãi hùng. Dã man thật. Nhưng một số vẫn thấy có niềm tin hy vọng này các bác này. Đấy.
Còn bên này, cái này là Mạc Xuân, số lượng thì rất là nhiều rồi. Mạc Xuân thì em có số lượng gần như là không hạn chế. Đây là Mạc Xuân. Còn đây là kiếm số đây là số 1 của Thái này. Số 1 với số 3 này, đấy, cây to lắm rồi. Mấy hôm em không ra quay cây phát triển to lên rồi. Kiếm số 3 này em bán là 300 và số 1 cũng 300. Còn cái kiếm lai này em bán là 200. Đây. Kiếm lai này 200. Kiếm lai có mấy chậu thôi, 200.000. Cái này em cho ra ngoài này cho nó để nhường chỗ cho những cái cây kiếm Quảng Ngãi này cho nó rụng bớt đá đi rồi ấy. Bên này có một số dòng lan như là tục đoạn này, tục đoạn đuôi phượng này, 50.000 một giò. Có rất nhiều tục đoạn đuôi phượng của em, giá chỉ có 50.000 một giò thôi. Còn đây là Mạc Xuân, đây phi đập Lào này, bê ra đây phi đập Lào 100 một chậu đấy, mấy giòn thấy đẻ kỳ đấy. Đây phi đập Lào. Đấy, các loại kiếm phan trí đây, 100 một chậu. Đấy, xanh Huế các thứ một số bắt đầu trồng đây, 80.000. Rồi, còn các bác. Ở đây có một dề cáo, lụ. Cáo thì lụ rất là nhiều, lụ xanh nhưng mà không biết là có hoa không. Hoa nó có xanh không? Hay hoa lại bình thường thì đấy, trầm dòng đỏ 2 thân này, 200 này. Hôm nay em quay thế đó. Các bác nhé, con lấy hàng gì đấy em nhé. Trong mấy ngày em hoàn thành cái vườn kiếm gieo hạt này.